biết ai. Ừ. Ngon nhỉ. Cần chai rồi. Ừ, cần chai. Thơm hết. Thơm. Nước này không được giống đậu nhỉ. Ta phải tự ươm. Ăn đi bà. Ta phải tự ươm. Thì cao viên miếng. Chúng ta lấy hột này về giống. Đấy, một cái mũ lấy hột. Còn đặng bà. Cứ ăn đi. Ơi mít. Ây mít. Ô mít quá. Chào cô ấy bạn. Làm hàng hoa thì vẫn đùng đốp. Đùng đốp, sợ lại nát. Bà đổ đi con đi. Bà nhớ bà ra. Đợi, cái này nóng. Cái lòng đỡ được. Đánh đâu đấy. Này. Cảm ơn bà nhá. Cái mũ này tốt. Nhà chị ăn một phần, cái cô ăn một đạn, cái quả. Vậy hôm nay nó chơi đi mẹ giờ đến đoạn hết.
riêng. Chị cứ ăn đi. Bởi vì làm sao ba bảo em. Sâu sát nhau mà. Thơm nhiều. Thơm thế. Thank you.
Đậu nó ghê rồi nha.
Thôi ớt kia đấy. Ăn cái gì nè. Em ơi ăn trứng em ơi. Cảm ơn nhé. Bán cho bà này bán 20.000 bạc. Đẹp nhỉ. Cái gì nữa ai bán ngon? Đây là chúng chưa 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 thôi. Kia bố đang không biết được thật biết ai đánh hàng không mấy mấy cân cái gì cái trời em nào không em nhập được nhà trong được nhà trong được
Ngon đấy. Thank you.
Bán thế em ăn cái này
Thank you.
vẫn ở đây. Thank you.
Thank you.
tiền cân. Cho nên là I'm going to go to the bathroom.
đã ăn mấy quả cao đấy. Sang với nước nào thì nó làm với nước mình thôi.
tự ăn kia. Thank you.
lắc lắc gì rồi à? Mày cứ mua đi, mày cứ ngồi mày mua cho nó đi để nó quay chứ. À, nó quay TikTok à? Đi, mua đi chị ơi. Hoa đẹp này, đẹp luôn. Phải chặt thôi. Đặt ra ta chém gió ra này ta. Ngồi xuống. Ngồi xuống này. Ngồi xuống đây ta. Cha không buôn này là cầm cá. Cầm lầm cái gì? Quả này là quả chân châu hay quả gì ạ? Chân châu thật đấy. Phải không? Không phải chân châu à? Này phải chín nước uống à? Không ạ. Quả này cái mắt được. Vâng ạ.
Thank you.
Thế những cái đứa bộ đội ở trên Lạng Sơn thì cũng vợ là giáo viên, chồng bộ đội. Quay vào đấy làm gì vậy chứ? Yeah, no, no, no.
cân đây. Canh cua rồi nấu cá đập là ngon nhất. Thank you.
Thank you.
đi đâu nhá. Quả béo gì ta lên mây. Quả già ấy. Đây nó chưa già, nhất cái ngọn đầu của nó mà nó chưa ra hoa này. Đây bà. Ăn xong. Cầm lấy. Ba dấu này. Ăn đi. Nhất mà nó đang ra hoa anh nhỉ, ăn cái ngọn của nó ngon. Đấy, quay lại là mày cho tao lượm bây giờ chắc. Mà mình nói cho mình đi mua trăng quất để em mang về để mang qua cảnh là bà xuống này mai con quất.
nào thế? Nóng quá. Ngọt quá.
mèo để góc cho đốt vào máy đó bay. Quá.
rau có thằng bạn hết cân xấu nên nó không ngồi tại chỗ. Ăn rau nhìn, nhìn nó là sợ luôn. Cân xấu. Nếu mà để nó ăn thoải mái 2 cân mấy thằng cám. Giờ mà cãi nhau với cô bán hàng. Đổ mẹ ra. Thank you.